tiêm đủ vaccine phòng chống COVID-19, thực hiện nghiêm túc quy định về quét mã QR, khai báo y tế khi vào sân vận động. Các khán giả, viên tổ chức của ban tổ chức dẫn trong việc thực hiện xếp hàng mua vé vào sân, tuân thủ quy định giãn cách khi xếp hàng và đảm bảo quy định giãn cách trên các khu vực khán đài theo hướng dẫn của ban tổ chức, chấm dứt thời gian theo dõi cổ vũ trận đấu. Chấp hành các hướng dẫn của ban tổ chức sân trong việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn khi vào sân. Thực hiện quy định mang khẩu trang khi đến sân và trong suốt thời gian theo dõi cổ vũ làm nhiệm vụ tại trận đấu, hạn chế tối đa các tiếp xúc không cần thiết. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, khăn giấy, khăn vải, đủ tay áo, không hạt nhổ bừa bãi. Không sử dụng đồ dùng cá nhân chung như là chai, nước, ly, cốc. Khi có dấu hiệu ho, sốt nên liên hệ ngay với ban tổ chức. Thank you.
Thank you.
Thank you.